Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những kết quả và kỳ vọng trong chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Tô Lâm Ngày 26 tháng 9, AFI Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Trần Hiếu Trần với tựa đề Tô Lâm qua Mỹ, thành tựu và kỳ vọng từ các phía. Tác giả cho biết, cả dư luận Việt Nam và quốc tế đều mong chờ những sự kiện nổi bật liên quan đến chuyến công tác của ông Tô Lâm tới Mỹ. Trong chuyến công du này, các hoạt động của ông Tô Lâm tại liên hiệp quốc và trên đất mỹ cùng các cuộc gặp gỡ với tổng thống biden và giới doanh nghiệp mỹ tất cả không chỉ là nghi thức ngoại giao thông thường và đây là hình bài trên afa tác giả đặt vấn đề hàng năm hàng chục nguyên thủ quốc gia đến mỹ dự hợp liên hiệp quốc đều có cuộc gặp với tổng thống mỹ không riêng chủ tịch nước việt nam vậy tại sao phái đoàn của ông tô lâm lại nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông và báo chí theo tác giả phát biểu trước Liên Hiệp Quốc ngày 24 tháng 9, Tổng thống Mỹ nói rằng về những bất ổn trên thế giới, gồm cả chiến tranh Việt Nam từ khi ông bắt đầu sự nghiệp thượng nghị sĩ vào năm 1972. Ông Biden đề cập đến sự hàng gắn giữa hai cựu thù để trở thành những đối tác chiến lược tin cậy lẫn nhau trong bối cảnh có các cuộc xung đột lớn đang diễn ra trên thế giới. Ông nhắc tới các cuộc chiến ở Ukraine, Gaza hay Sudan và nguy cơ xung đột lớn ở Biển Đông tác giả dẫn một hãng tin quốc tế cho hay Tổng thống Joe Biden đã gặp Tổng bí thư Tô Lâm bên lề phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào chiều ngày 25 tháng 9. Và đây là hình cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tô Lâm ở New York. Trước đó vẫn theo tác giả, ông Tô Lâm đã gặp đại diện của các công ty Hoa Kỳ tại New York, bao gồm Medda, công ty đã cam kết mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Ông cũng đề nghị các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ nỗ lực của Hà Nội nhằm yêu cầu Washington xóa tên Hà Nội khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường và dỡ bỏ các hạn chế thương mại khác, đồng thời tạo điều kiện để Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác về chuỗi cung ứng, chất bán dẫn. Trong khi đó, tác giả cho hay, tổng thống Biden nhắc lại, kể từ khi nâng cấp quan hệ ngoại giao vào năm ngoái, hai nước đã đầu tư vào chất bán dẫn và chuỗi cung ứng, đồng thời đã khởi động hợp tác chưa từng có về an ninh mạng ông cũng cho biết hoa kỳ và việt nam nhất trí trong các cam kết về tự do hàng hải và pháp quyền ám chỉ đến các tranh chấp hàng hải trong khu vực với trung quốc tác giả nhận định các cuộc tiếp xúc và thỏa thuận với giới doanh nghiệp dường như đã thành công hơn cuộc nói chuyện của ông tô lâm tại đại học colombia trong buổi đối thoại này ông tô lâm đã né tránh các câu hỏi tế nhị về vấn đề hòa giải và hòa hợp dân tộc hay làm cách nào để đối phó với sự cạnh tranh mỹ trung dù sao tác giả đánh giá Chuyến công du tay bán cầu này của ông Tô Lâm có thể gợi mở đường hướng mới trong chính trị đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đây là hình Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại học Columbia ngày 23 tháng 9. Phía Hoa Kỳ muốn thăm dò quan điểm của ông Tô Lâm đối với các vấn đề nhân quyền, kinh tế và an ninh khu vực. Ngược lại, phía Việt Nam muốn tìm hiểu xem người đứng đầu tương lai của tòa Bạch Ốc rồi đây sẽ có chiến lược như thế nào đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Tác giả kết luận, sau chuyến công tác của ông Tô Lâm, quan hệ song phương Việt-Mỹ có thể có thêm đà mới. Dù có phản ứng trái chiều và kết quả cụ thể vẫn còn ở phía trước, tuy nhiên, tác giả dẫn nhận định của một số nhà quan sát cho rằng sự kiện này không chỉ dừng lại ở những cuộc gặp gỡ chính thức, mà sau đó cả hai phía cần nỗ lực nhiều hơn nữa những diễn tiến tiếp theo cũng cần thời gian để kiểm chứng tầm quan trọng thực sự của chuyến công du này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những kết quả và kỳ vọng trong chuyến thăm Mỹ của Tổng của tổng Bí Thư Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất Nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn Kính mời các bạn xem bản tin Đường sắt tốc độ cao phải xét đến nhiều mặt lợi và hại Ngày 25 tháng 9, Facebooker Kim Văn Chính bình luận Đường sắt cao tốc hoặc tốc độ cao Có giúp cho đất nước cất cánh thần kỳ hay không? Tác giả cho hay Nhật Bản gần như đi đầu trong việc xin canh hóa các tuyến đường chính dọc ngang đất nước. Họ hy vọng Shinkansen mang lại sự thần kỳ cất cánh lần hai khi kinh tế vào vòng suy thoái. Nhưng chả có sự thần kỳ nào cả. Kinh tế Nhật từ thập niên năm 1980 đến nay vẫn trì trệ, bế tắc, đời sống người dân đi xuống. Và đây là hình bài trên Facebook Kim Văn Chính. Tác giả tiếp tục dẫn chứng, các nước hàng đầu châu Âu rất khôn trong phát triển đường sắt, như Đức, Pháp là điển hình. Họ phát minh ra đủ thứ tàu cao tốc, dây đường quy, dây đệm từ, nhưng chỉ làm như thí nghiệm một tuyến thôi. Hệ thống chính của họ vẫn là đường sắt bình thường, nhưng cải thiện tốc độ khá cao, đến 200 km một giờ. Tác giả cũng cho biết, Hàn Quốc không mặn mà lắm với đường sắt cao tốc, duy nhất có tuyến Seoul tới Busan, như kiểu lai giữa tàu cao tốc với tàu thường tốc độ cao. Trên tuyến dây đó, tàu vận tải tốc độ thường vẫn chạy ầm ầm. Những nước say mê đường sắt cao tốc như Nhật Bản, Trung Quốc thường là một cái là vài chục năm, là xin canh sen hóa hết các tuyến đường cần thiết của họ. Và các nhà chế tạo dây, tàu trở nên thất nghiệp, không còn việc làm nếu không bán sản phẩm của họ ra nước ngoài. Bên cạnh đó, báo Dân Trí ngày 25 tháng 6 dẫn phát biểu của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng trong cuộc làm việc giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Lâu Tài Lương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thông tin tín hiệu đường sắt Trung Quốc CRSC tại thành phố Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc. Ông Thắng nói rằng, Việt Nam đang tập trung phát triển xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam với chiều dài hơn 1.500 km, dự kiến triển khai sớm trước vào năm 2026 đến năm 2027. Báo Dân Trí cho hay, Thủ tướng Chính mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác về kết nối giao thông, trong đó có kết nối đường sắt, một trong những chiến lược phát triển của Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp của Trung Quốc về xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt, về đầu máy, toa xe và tín hiệu. Và đây là hình Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh rằng, đây là ba cấu phần quan trọng nhất của các tuyến đường sắt, kể cả đường sắt cao tốc và đường sắt đô thị. Tai nạn tàu cao tốc hay đường sắt cao tốc ở một số quốc gia chủ yếu là do thông tin, tín hiệu có vấn đề, nên chúng tôi đặc biệt quan tâm vấn đề này. Trong khi đó, dư luận trong xã hội Việt Nam đa số tỏ ra lo ngại về tính khả thi và hiệu quả của dự án đường sắt cao tốc này do có liên quan đến các nhà thầu Trung Quốc. Với tai tiếng từ những dự án trước, chẳng hạn như dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông và bãi nợ của Trung Quốc ở khắp thế giới. Tác giả Kim Văn Chính cảnh báo, gần đây nhiều tuyến Shinkansen của Nhật Bản ế khách, khuyến mại hạ giá vé, kích cầu các kiểu vận ế. Ví dụ tuyến Tokyo đi Toyama Kanazawa và tuyến lên Yokogata, giá vé các tuyến cạnh tranh Shinkansen luôn đắt hơn nhóm máy bay giá rẻ nên rất khó bán. Nó quá đắt đỏ và kém hiệu quả kinh tế. Ví dụ, Việt Nam mà mua Shinkansen của Nhật phải trả họ cỡ 70 tỷ đô la thì chả ai dám đảm bảo sau vận hành có lãi. Tác giả cho biết thêm, nước nào khá như Trung Quốc thì sẽ cố tự chế. Nước nào nghèo như Việt Nam thì chả dạy gì tự vướng vào bẫy nợ chỉ vì muốn có một tuyến Shinkansen khi mà nó không mang lại sự cất cánh cho dân tộc. Tác giả kết luận rằng, ai đó hảo huyền, mơ sáng, cà phê ở Hà Nội, trưa ăn bánh canh Đà Nẵng, chiều hủ tiếu Sài Gòn, mà tưởng đó là thiên đường. Hãy sang Nhật mà xem. Càng làm Shinkansen, càng kéo hiệu quả xã hội xuống dốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đường sắt tốc độ cao phải xét đến nhiều mặt lợi và hại. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.